Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố để thảo luận và thông qua một số nội dung theo chương trình công tác. Tại phiên họp, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị địa phương, các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố, trong đó bao gồm về kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2023 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào nghĩa trang lịch sĩ thành phố và nghĩa trụng Phước Ninh, về hệ số điều chỉnh giá đất tái định cư tại một số khu tái định cư phục vụ các dự án, về đề nghị công nhận kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp đợt 2 năm 2022, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai về sửa đổi bổ sung quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc thành phố. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung liên quan trên lĩnh vực tư pháp như công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023 về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, về công tác đánh giá, công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và một số nội dung khác.